Đua xe đạp chúng ta đua xe đạp đâu, Giải đua xe ôi đạp dồi này, này giải đua xe đạp gì vậy ta? ừ, Quanh hồ giải đua Hoàn sao Kiếm cũng chứ? đấy ờ, quanh hồ Hoàn Kiếm À. mà có cả thấy thấy có cả Tây ở đây nữa mà chắc là Tây cũng đua mà không biết là thế Thì mọi nào người theo dõi chơi vui vẻ có gì ừ. đâu, ngày lễ mà hơi đâu ai hơi đâu mà ấy. Chúc các anh chị em là cái ngày 2 tháng 9 mọi người đi chơi vui vẻ. Chứ bây giờ ra thì thấy nó hô hào vậy thôi nhưng mà cũng không có chuyện gì đâu. Ôi giờ hôm nay mà ra đây thì chết. Hôm nay ôi giờ đông lắm, bà con này ngoài này Hình đông như lắm anh rồi. Phùng Nên với anh Quốc Dũng hôm nay ra ngoài đó chú. À Phục lên thì đang ngoài này rồi. À, ở ngoài này đông lắm, anh em đông lắm, cử mỗi anh em đi một chỗ để xem thằng nào nó mặt ra thì tính, nhưng mà chưa thấy nói là chỗ nào có cả. Anh cũng Anh có gì em là khắp đâu. giải khắp nơi ở nói chung là anh em giải nhau cử nhau khắp nơi rồi. Mỗi nơi một Chắc một chắn ít người. á. Cái kia nó xài được không? Cái kia nó xài được không? Đây đây À. đây đây, em có pin không đó? Rồi. Thôi được rồi, chú Siêu ơi, lúc khác nói chuyện với chú nha. À thế chào 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 chú Kính nha. ha. Chào mọi người. À chào chào. Đấy, nhìn thấy ra mấy anh em ở ngoài này là toàn đội cờ đỏ đông lắm. Đến ít nhất là phải 500-600 người anh em. Vừa thằng mấy thằng lên là có vừa rồi một mấy anh bao que vừa lên đây về lặn đâu rồi không biết có mấy anh bao que vào ai chia sẻ cho Tân Thái vào đây xem nhỉ. Tân Thái mới đi là chột vào đây cho nó xem đang đi chột à. Mấy lên trường mấy Tân Thái thì Ngọc phạm Nga đang phạm được thêm món Ngọc Nga đang thêm Ngọc Nga nha phạm được món với cả đúng cả à. rồi. À. Không biết ở ngoài này thì lúc nào anh em cũng trực chiến đông lắm à. À, xin chào anh ở sàn ngoài này thì anh em coi như là trực chiến đông lắm ở đâu đây Vũng Tàu à, à. À. Hôm qua. Nhìn thấy ai đây không? Nhìn thấy ai đây không? À. Gọi hôm qua gọi điện thoại à. Hôm qua điện thoại tao hết tiền à. À có nghe máy mà. À có nghe máy à? À thế thì không để ý đấy lúc kia à. Không để ý. À dạ. Để đấy. Mong cho nó ra cho nó đủ cái cho nó vào mà ảo số của đội bóng Juventus. Mong mọi người này ngoài này là mong cho ra mọi tao tao con cờ đình chiều này tao đi lên quê Bắc chơi tình năm đàn á trời.
ở ngay nhà tao ở thì lên năm đàn cũng cỡ 2 cây rồi. À. Dạ, năm nào cũng vậy, tao cũng đều lên tên nữa. Nếu mà trời nó không mưa thì có thể lên. Nếu mà trời mà âm mưa mưa rồi thì có thể khả năng em lên bác ạ. Hà Nội hôm nay đẹp trời này, nhìn cực. Tháng này bác đi bác theo đập cho con rần nào chưa bác? Chưa, có thấy đâu. Thật ra đây từ 6 giờ sáng giờ thấy toàn những người chuẩn bị đua xe đạp. Dạ. Ở cái giải đua xe đạp cho nên bà con đến xem xung quanh hồ Hoàn Kiếm đông lắm, kể cả bên kia bờ hồ, xung quanh bờ hồ chỗ nào cũng đông đi. Dạ. Ờ. Mình đứng ở đoạn này còn anh em giải đi khắp nơi mà mỗi anh em một nơi mà để tìm xem. Cái bọn này mà quen mặt thì chỉ cần nhìn thấy một thằng mà nó ra nó dò la tin tức thì nó mới dám ra, chứ bao giờ thế trên này là không thể có thằng nó dò la. À. Nó rồi. Không sao đâu. Nó chỉ có ăn cái... cao bàn quý là tên mạng thôi, nhưng mà ra ngoài đời thể được thường thì nó không dám đâu. À. À, ngoài này thì đang vui lắm thường nguyện. À, anh em bảo tôi ở đây tôi quay video cho mọi người xem rồi, còn anh em đi khắp nơi, mỗi người một nơi mà chạy mỗi người một nơi để tìm ở đông lắm, nói chung là một... ở chỗ tên Nam Đàn năm ở tên chỗ Nam Đàn đợt này cũng vui lắm, diễn lễ hội thể thao là văn nghệ. Anh em đi ngoài chờ thế, nhưng mà cháu có cờ chiều nào cháu sẽ lên đó chơi, lên chỗ với bác. Dạ. À. Có chi có ai lên thì cháu xuống nha. Rồi, ok. Bác cho cháu xuống đấy. Ok. Đang theo bên Minh Hoàng đấy. Đang treo cờ. Chào anh Siêu. Đội đua xe đạp đang chào cờ để chuẩn bị. Thế hả? Đầu cầu Hà Nội vẫn bình yên đấy chứ. Vui quá trong những ngày đất nước. Mọi người chuẩn bị meeting để chuẩn bị cho một giải đua xe đạp rất là quan trọng. Anh cứ nói nha. Anh cứ nói đi nha, tôi mãi quay, anh cứ nói đi. Đấy. Các bạn thấy khắp các lẻo đường mọi người đang đổ ra rất là đông, và như thế là thế để chuẩn bị cho một cuộc đua xe đạp để giải đua xe đạp của thành phố, chúng ta thấy một cái khung cảnh rất là người đang công việc một mặt đã có mặt là chúng ta sẽ đập hết tất cả mọi anh em các nơi đang chuẩn bị đổ về Hà Nội. Các anh em những người yêu nước ấy chú ý cái bọn dân chủ quậy và những kẻ chúng thường thường hành động khác. Chú ý những cái kẻ mà bịt mặt đập để như thế. Để con quần chúng nó mà bắt được là đánh chết mẹ chúng nó đi, xong rồi là hắn lột cho tất cả mọi người đang rất là đông ở đầu cầu truyền hình Hà Nội hiện nay đang bà con đang tập trung để như thế này cùng mọi người thưởng thức một cái ngày lễ thật là kẻ quản lý phố Hà Nội đã như thế nào để cho nhân dân cả nước những người về quốc về quê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây đánh và đổ ra. Anh nói to lên cho rõ, anh nói sát vào cho to lên cho rõ, nghe không rõ đâu. Những người ở các nơi đổ về thành phố cũng đến đây từ sáng sớm để mọi người cùng như thế là hưởng một cái Tết độc lập mà trong cái khung cảnh của mùa thu Hà Nội rất là thanh bình. Tất cả mọi người đang chuẩn bị meeting trọng thể để chuẩn bị cho một cái giải đua xe rất là vui. Hiện nay là tất cả các anh em ở các tỉnh, các nơi cũng đang về là về để đổ về thành phố Hà Nội, đổ về nơi quê hương đất tổ, nơi đã thế là có một buổi meeting trọng thể để ngày mà độc lập, ngày giải phóng đất nước, cái ngày mà bác đã đọc cái tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng ta rất tự hào thành phố về người đã có rất công sức để đất nước này để có một định này. Tôi rất là ở Sài Gòn cho biết rồi, Sài Gòn cho biết bình yên, Trung Vũ và anh Bằng ra ở đấy cho biết rồi là Sài Gòn bình yên. Không biết là Việt Bình Dương thì ở dưới Bình Dương thì cũng nói Bình Dương không có gì, chưa có gì. Hiện nay ở đầu cầu Sài Gòn không biết chỗ anh Bằng Nguyễn thế nào. Tôi cũng không có gì, vừa lên sóng xong mà vừa lên sóng nói chuyện xong không có gì, vừa lên đây xong mà vừa mời Trung Vũ đầu cầu An Bằng. Tôi là trong Cần Thơ, không biết là anh em chưa thấy live stream lên, chưa biết là ta làm sao. Nhưng mà ta thấy là một cái khung cảnh phố Hà Nội hôm nay ở trên bờ có rất là đông người từ sáng sớm, có rất đông người đứng ra ngoài đây tụ tập thưởng thức để xem một chương trình rất vui và rất không khí rất là chắc tương và hoành tráng, băng rôn cờ khẩu hiệu, rồi mọi người tập trung rất là đông. Thế thì tất cả những anh em ở các nơi hôm nay cũng sẽ về Hà Nội, thế rồi chúng ta sẽ đi một vòng cùng với này nhân dân cả nước hưởng một cái ngày vui cho nó trọn vẹn. Và bất kể một tên ba que tỏ lá nào mà có cái hành động, chỉ cần có hành động là chúng ta sẽ bắt ngay và đánh cho chúng một trận rồi cho hãng nộp cho công an. Tôi đề nghị các anh chuẩn bị như thế là xem những cái tên nào chủ yếu bọn chúng rất là manh động và cái hành động của chúng là những cái hành động mà bên ngoài hay bịt mặt, bịt khẩu trang nên thành cụm từng nhiều người, khoảng 20-30 người một đấy. Cho vậy mà chúng ta phải cố gắng là tách các đối tượng và xem xét cụ thể để chúng ta bảo vệ cái yên của một cái ngày vui độc lập cho nó trọn vẹn. Đây là chỗ tượng đài Lý Tổ cho nó chờ. Ở tượng đài Lý Tổ đang chuẩn bị giải đua xe đạp mà. Đây là chỗ tượng đài Lý Thái Tổ. Và cả mọi người đang như thế là chuẩn bị cho buổi meeting trọng thể mà trong cái ngày đây này, bên kia là cái tháp rùa kìa, đấy tháp rùa đấy. Hà Nội mùa thu cây cơm muội vàng, cây vàng lầm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thật đầu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm gần tô hát, mùa cúm tranh về tay nhỏ cúm xưa về.
bọt đây mùa thu, mặt nước vang lay bờ xa mời gọi.